mẹ chết rồi. Toàn nhầm. Về. Oh no, no, no. Ủa con mẹ. Đi coi. Chạy đi, chạy đi. Tao chết rồi, bye bye. Mày biết là tao đang có 4 đồng thôi. Đây, ở đây. Á, có slime giết ở cho tao. Đi coi mẹ. Ăn mushroom đi, ăn mushroom đi. Ăn mushroom đi. Ăn mushroom đi. Đào đây. Chúng ta đào về nhà đi. Ô, có người mới kìa, có người mới đến. Có người mới đến kìa. Nhà chúng ta mày như hotel này. Đi, lại có một đứa nó đến, nó fuck mình hết phòng rồi. 4 đứa à? Đủ, mình có 4 cái mà. Ừ. Thế mình hết phòng rồi, mày phải xây phòng nữa thì bọn nó mới đến. À, ý mày là hết đấy. Ừ. Đã được là hết phòng thừa thì sao thế. À, từ, tao cho mày đớt. Tao đảo nhiều vậy luôn. Đảo nhiều vậy luôn. Kệ mày, tự đi đi. Cảm ơn. Tao đi xem nhà. Là một episode boring. Xây nhà to thêm còn cao thôi. Bởi vì đéo tìm ý gì, nó cũng không có mấy thằng NPC hay nữa. Phòng là phải đủ sáng, có bàn, có ghế. Ê, tao tìm cái hang, let's go. Woo. Mày có thể xuống cái loại ra. Hai đứa kia chưa hoàn tụ tìm. Ayo gay. What the fuck. Nếu mày muốn nhìn cái hang thì mày có thể xuống cái hang mà mình đào ấy. Mày chờ tao đi. Wait for me. Đéo chờ. Wait for me. Tao sẽ đặt ghế. Xoay ngược lại đi. What the fuck. Thank you. Ghế. Xong. Hy vọng. Ta chưa nhìn, ta hy vọng đấy không phải là cái hốc. Làm sao để nó follow được. Follow gì? Con này nó không đi theo mình ấy. Oh my god. Oh my god. Con Willy này bán đồ ngon vãi. Nếu mà chưa có nhà thì nó không ở nữa. Nó bán phở ấy, what the fuck. Phở, it's real. Đéo tin. Cái thằng nó đội mũ đúng không? Con chứ. À, thế kỷ 21 rồi. Sao mày dám assume gender của nó? Crimson clock 5 gold. Ui, nó bán cái giáp 2 gold. Nhìn đồ ngon phết. Mình chưa đủ mua gì đâu. Mình còn ít tiền lắm. Không sao. Tao sẽ chờ mày. Cứ ở đây đi. Tao sẽ đi xuống. Mày đâu nhỉ? À đây à? Tao xuống đáy. Có slam ấy, cẩn thận. Đúng rồi. Đây rồi. Hiểu đớt vậy. Tao muốn tìm. Cái quan trọng là trong này phải tìm cái hòm. Tìm cái hòm là mới có nhiều đồ hay. Như kiểu thằng Pew á. Nó tìm vào cái nhà kia. Đúng rồi. Kiểu này. Hello. À, có slam. Làm slam ấy. Mày có đuốc đúng không? Mày có torch đúng không? Đây là cái này. Mày lấy tao giết con slime á. Let's go. Bởi tao hết. Ow. Đi cố vãi luôn. Đi cố mẹ. Mình đang để con slime giúp ra mình. Mình rất cần đồ. Đi cố mẹ. Mình đang để con slime giết mình. Mày một con slime. Hey, let's go. Ok. Let's go. Oh, ta tìm cái gì này? Dạ nha. Ra chỗ tao. Ra chỗ tao. Ra đây với tao. Oh, bắt đầu có cái gì để hay đấy. Đúng rồi, tầm này chúng ta boring nữa. Chúng ta. À, mày đau ấy. Mày đau con chó. Hay lắm. Xuống đây, có con rơi, tao không đánh nó được. Từ từ. Tao tìm hoặc là mình có thể đi về làm cái kiếm. Tao tìm cái silver. Ừ, mày chết nha, mày đừng chết đấy. Thế thì mày nhặt tiền. Uầy, đã hàng rồi, yes, let's go. Oh. Yes, cuối cùng tìm được cái hàng. Vui quá. Uầy, mình nhiều platinum phết rồi.
Mình có thể làm được ít nhất mấy chục. Ôi đi 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 dưới anh đi con mày ơi. Tao sắp chết đi con mẹ mày. Hồi đi. Tao sắp chết đi con mẹ. Chạy. Chạy đi đủ mà. Trèo lên đi. Tao đèo lên. Tao đi tiếp. Nào. Mày chết mẹ. Xuống. Tao thấy cái đống đồ tao chưa nhặt. Đủ má mày. Ủa, có đường dây dưới này đi cũng mày quay rơi chỉ mất tiền thôi không sao. Oh shit. Tiền sau này mình lấy được. Oh, yes. Yes, tìm được cái hay rồi. Yes. Chúng ta tìm được my shop. Chúng ta tìm được. Yes. Mình sẽ làm nó thằng Jack tự hào về mình. Máy thì bấm chuột phải với cái đường dây. Hoặc là bấm một. Let's go. Oh my god. Oh. No. Nhặt vàng cho tao. Tại sao mà lại chết? No. Đừng lo, tao sẽ trở lại và tao có kiếm. What the fuck? Nhớ sao mày lại bỏ tao? What? Tao kiếm mày phò đấy. À, mày lừa tao. What? Tao tưởng... Oh, short so fuck! Đi cơ thể! Tao làm nhầm. Mày lừa tao. Tao làm nhầm kiếm. Thả đi ăn. Ta làm nhầm kiếm. Mày. Không sao không sao. Cái quan trọng là mình tìm được cái cần tìm rồi. Xuống kéo này. Siêu block là gì? Đây là một block ở đây ta. Một loại block. Oh my god. Piranha. How to get out. No, let's land. Ở trong mạnh sắp chết. Cứu. Ta làm con lợn để mà mình để tiền vào đấy. Thoát khỏi cái này kiểu gì? Thoát khỏi cái gì? Cái dây á. Oh my god, ta tìm được con gì này? Giant Shelly. Oh no. Ta không nhớ. Thử xem. Ta quên. Nó biết bay. Hiểu, nó biết bay. Mày sắp chết rồi đừng lo. À không, mày còn nhiều máu phết. Từ từ tao đang xuống. Nó nhảy với tao. Tao đang không có kiếm. Ao, 25 đao. Ngoại. Đeo giáp mà. À thực ra mày có giáp gỗ nhở, nó trùng rồi. Bắn cung ạ. Không sao. Ao, cái con to to á, cẩn thận chết. Hay lắm. Không ai sẽ đánh được bại với tao. Đi xuống tiếp nào. Yee-haw. Sâu quá. Tao vừa làm cái gì để tao nhận được achievement. Mình không đào được thẳng. Xuống lâu vậy luôn. Sau này có đồ để xuống nên đỡ khó. Đường có vẻ gian nan. Oh no, tao nghĩ tao cần mày đi cùng, tao đã muốn chết rồi. Làm sao để thoát khỏi cái mineshaft nhỉ? Cách tao quên ấn ship. Được. Yes, đây rồi, yeah, cái chest đầu tiên. Let's go. Cuối cùng thì là một cái chest. Mệt vãi luôn. Let's go. Chúng ta tìm. Đầu tiên trong đời ta chơi và tìm được cái chest nó mệt thế này ấy. Để ta mở nhá. Oh, 25 glow stick. Xin. Teleportation potion. Mấy cái. Một cái. Featherfall potion. Healing potion. Flaming arrows. Dynamite. Shoe spikes. Cái quan trọng là đồ gì không? Ta sẽ lấy. Cái đấy ta không. Cái đấy ta không quan tâm. Cái chính là có gì mặc được không? Hay lắm. Ta sẽ cướp cái chest. Và lấy. Cướp cái workbench. Có gì ta sẽ lấy hết. Ta ném dynamite nhá. Ném. Cứu.
Monster slime! Monster slime! Monster slime! Phew! Ta đang lên. Còn mạnh à? Flaming arrow! Flaming arrow! Mày ta ném bắn chưa hết. Ừ, có cung dùng đi. Nó đẻ con, nó đẻ con, nó đẻ con.